Thưa quý vị, cao tốc Đà Nẵng và Quảng Ngãi mới trải nhựa nhưng đã phải sửa chữa. Kiểm tra tuyến đường cao tốc thì người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam đã không hài lòng về chất lượng cũng như là tiến độ của công trình. Tháng 5 năm 2013, đường cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng được khởi công với chiều dài 131 cây số tương đương với 81 dặm đường. Chiều ngày 2 tháng 8 thì Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thế đã đi kiểm tra và bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng thi công cũng như tiến độ của công trình. Ông thắc mắc về chất lượng bê tông là khác nhau. Đường mới trải nhựa mà chạy lọc cọc, nhìn trên mặt đường cứ mỗi đoạn vài trăm mét màu sắc lại khác nhau, mối tiếp giáp giữa các đoạn đường không được êm. Sau nhiều lần thất hứa thì đơn vị thi công đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ thông xe vào ngày 2 tháng 9.